Hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành công tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Công tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm công tác viên tại website đầu tư từ đầu .net, hotline 0981 084 636. À, xin chào anh chị và các bạn quay trở lại với kênh đầu tư từ đâu ở trong video buổi tối ngày hôm nay ngày 27 tháng 4 thị trường hôm nay hồi phục rất là tốt, VN Index thì hồi phục 12 điểm, còn VN50 thì cũng quay trở lại đảo chiều tăng 5 điểm. Hôm nay thì gần như là thị trường chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch ngay từ đầu phiên bởi một cái diễn biến rất là tiêu cực từ thị trường chứng khoán Mỹ tối ngày hôm qua. Anh chị thấy là những cái phiên gần đây thì thị trường chứng khoán Mỹ là rung rất là mạnh. Chỉ số Dow Jones thì gần đây là liên tục mất khoảng gần 1000 điểm. Cái phiên thứ sáu tuần trước thì mất 1000 điểm, hôm qua thì mất 800 điểm. nhưng là giảm rất là mạnh thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư ở thị trường chứng khoán châu Á và Việt Nam nói riêng. Nhưng mà cái cách phản ứng của thị trường phiên ngày hôm nay là theo mình đánh giá là rất là tốt. Đấy. Khi mà Vindex thì chìm rất là sâu vào phiên sáng. Tới phiên chiều thì cũng có một cái pha wash out xuống. Nhưng mà tới đâu đó khoảng hơn 2 giờ chiều thì có một cái lực lực mua rất là chủ động. Thật ra thì chúng ta phải nói là thị trường trong giai đoạn này hồi là mang tính kỹ thuật là chủ yếu bởi vì do là cái lượng ép bán do margin ấy, đã bị bán sạch sẽ rồi nên nên là cái, cái 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 việc mà không còn người bán nữa nó cũng là một cái tác nhân rất quan trọng có thể nói là quan trọng nhất để giúp cho thị trường hồi phục như thế này à, như như hôm nay em chỉ thấy là thanh khoản thị trường khớp đâu đâu có nhiều đâu chỉ có khoảng 14.000 tỷ thôi đây là một cái mặt bằng thanh khoản rất thấp à, do vậy thì có thể nói là thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật là chủ yếu thôi Trở lại về cái trạng thái sức mạnh của thị trường mà chúng ta cũng thường xuyên hay theo dõi với nhau thì hôm nay trạng thái sức mạnh thị trường được cải thiện ở cả hai cái tiêu chí là tiêu chí về xác suất thành công, xác suất thành công trong ngắn hạn trong năm phiên và cái mức sinh lãi trong năm phiên thì anh chị thấy là cái mức xác suất thành công thì đang mức 46% phần trăm tức là bây giờ nếu anh chị chúng ta giải ngân thì cái xác suất thành công trong trong một cổ phiếu thì có thể là đúng được 46 cổ phiếu và cái thứ hai nữa là về cái mức sinh lãi, mức sinh lãi thì bây giờ không còn âm quá sâu nữa. Hôm nay chỉ còn âm 3.8%. Về tổng thể, chúng ta giải ngân ở ở các cổ phiếu trên thị trường thì trung bình chúng ta vẫn lỗ. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét ở một cái bối cảnh chung ấy thì thì cái xác suất thành công là đang gần 50% rồi. Đấy anh chị chúng ta lưu ý nhé. Nên là có thể thấy là giai đoạn này thị trường đang phân hóa cái việc mà thị trường phân hóa là một cái bản chất luôn luôn có khi mà thị trường chúng ta hồi phục từ đáy tâm lý đi lên nên là chúng ta sẽ thấy là cái xác suất thành công thì có thể là sẽ cải thiện nhưng mà cái mức sinh lãi vẫn chưa thể cải thiện ngay lập tức đâu nên là trong giai đoạn này chúng ta vẫn có một cái quan điểm tương đối là thận trọng đặc biệt là từ đây cho tới thời điểm trước lễ thì quan điểm là tương đối là thận trọng về cái việc là giải ngân và mua mới nên là chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý hôm nay là thanh khoản cũng sụt giảm bởi vì là nếu ai mua vào ngày hôm nay thì chỉ có thể được bán cái lượng hàng đó vào vào cái ngày sau lễ thôi là ngày thứ tư của tuần sau khi mà chúng ta có kỳ nghỉ lễ 4 ngày đúng không ạ thì, thì hôm nay là dùng tiền không dám mua bởi vì là cũng rất ít người dám chấp nhận là đánh cược cái rủi ro qua cái kỳ nghỉ lễ dài như vậy Đấy thì đó cũng là một thêm một cái lý do nữa để Chúng ta có thể nói là thị trường phiên ngày hôm nay hồi phục mang tính kỹ thuật là chủ yếu thôi. Nói chung là với một cái sức mạnh thị trường như thế này thì chưa thể tự tin là giải ngân. À, có thể là thị trường sẽ đi theo một cái kịch bản là sẽ tích lũy giống như hôm qua mình có chia sẻ. Tích lũy trong một cái biên tầm khoảng 1.300 đến 1.400. Đương nhiên thì cái việc tích lũy tạo một đáy đi lên thì chúng ta có thể chứng kiến một vài những cái nhóm ngành hoặc là các cổ phiếu nó sẽ đi ngược và bứt phá lên. Nhưng mà số lượng này không nhiều. À, vẫn có nhưng mà số lượng này không nhiều và cái kịch bản thì mình nghĩ là khả dĩ nhất là nó sẽ tích lũy trong cái vùng khoảng một 300 đến một 400 nó sẽ rung lắc liên tục ở đây giỏi lắm thì hồi lên một được một nghìn bốn thì lại bị dập xuống nhưng mình nghĩ là hơi khó để có thể vượt qua à, thậm chí là bây, bây giờ ngày mai tăng điểm nữa thì đúng là, một cái, đúng là một cái kịch bản hơi khó xảy ra nếu mà tăng ba phiên liên tiếp thì đúng là thị trường rất mạnh nhưng mà khó hơi, hơi khó nên anh chị chúng ta có thể sẵn sàng chấp nhận là có thể phiên ngày mai là một phiên điều chỉnh và miễn điều chỉnh trong cái phạm vi cho phép thôi tầm khoảng uh, từ một ba trở lại thì hết sức bình thường giống như phiên ngày hôm nay cái mức thấp nhất của vn là là cái cái mức là tầm khoảng một ba trăm nên nếu nếu phiên ngày mai mà điều chỉnh mà về lại tầm đó thì trở lên thì vẫn ok không có vấn đề gì cả Đấy thì thì quan điểm về thị trường của mình là như thế và khả năng rất là cao là từ đây cho tới trước lễ chúng ta sẽ chứng kiến là mặt bằng thanh khoản vẫn cứ tiếp tục duy trì trong một cái tầm khoảng quanh 15.000 tỷ như thế này và cái mức độ biến động của chỉ số có thể là nó sẽ không quá lớn, ít nhất là nó sẽ không bung, bung phá quá mạnh và cái thứ hai là nó cũng sẽ không sập mạnh. Đấy thì mình thiên về cái kịch bản đó hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát về các cổ phiếu mạnh nhất ngày hôm nay trong rổ VN50. Thì hôm nay thì số lượng các cổ phiếu tăng trong VN50 là 14 cổ và số lượng cổ phiếu giảm là 11 cổ, nói chung là cũng khá cân bằng. Cổ phiếu mạnh nhất ngày hôm nay là Hòa Phát. bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát về nhóm VN50 qua cái uh, danh mục tạo lập của chúng ta, uh, mình uh, sẽ sẽ chỉ chọn các cổ phiếu vn 50 thôi. mọi người chúng ta cũng có thể tạo lập giống như mình uh, và xem kỹ các cổ phiếu vn 50 uh, trong cái file excel máy lọc cổ phiếu mà mình cũng đã có chia sẻ ở trên website đầu tư tự .net. Uh, uh, Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát các cổ phiếu trong rổ vn 50 uh, Hôm nay thì uh, để xem là có cổ phiếu nào có tín hiệu đẹp hay không. Chị thấy là gần như xác suất tăng giá trong ngắn hạn của các cổ phiếu này là trung bình đến thấp thôi không có cổ phiếu này xác sức tăng giá trong cái hàng là cao cả tức là đà tăng thì vẫn đang là đà giảm hoặc là đi ngang chứ không có không 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 quay trở lại cái đà tăng đây ít nhất là trong vn 50 là chúng ta thấy là như thế chưa cổ phiếu nào quay trở lại đà tăng cả còn là xác suất tăng giá trong cái hàng trung bình và thấp thôi nó cũng đồng nghĩa chúng ta hiểu là cái, cái khả năng thành công của chúng ta trong đoạn này nếu mà chúng ta mua ngay là cũng không phải là cao Đấy. như vậy thì không thỏa mãn tiêu chí rồi nên gần như không có cổ phiếu nào để chúng ta có thể mua được Uh, nhưng mà có một vài những cổ phiếu mạnh để chúng ta có thể quan sát dần dần. Thì hôm qua mình có chia sẻ với anh chị là có năm cổ phiếu mạnh. Thì hôm nay thì uh, uh, có tới 9 cổ phiếu. Uh, có là VB Bank này, VB Bank này hôm qua là sức mạnh B thôi, hôm nay là chuyển sang sức mạnh A rồi đấy. đấy. đó cũng là một cái trạng thái mà chúng ta có thể theo dõi thêm. Vinamilk, MDUG, FPT, BNG, BVH, Gas, Sapeco và Novaland. Đấy là là chín cổ phiếu mà hiện tại là đang ưu tú nhất trong VN50. À, đây là những cổ phiếu mà lead in cho thị trường cũng như là lead-in cho, cho nhóm VN50 đấy à, Nếu anh chị nào chúng ta thích đánh trụ thì có thể chú ý chính cổ phiếu này Nhưng mà ở trong trạng thái gọi là theo dõi thôi nha Còn nếu mà mua mới thì chúng ta cần phải xem kỹ hơn Ví dụ như VB Bank thì như mình đề cập là cái xác suất tăng giá trong bán hàng phải cải thiện lên mức cao Thì tham gia nó sẽ dễ chịu hơn Còn mua ngay tại đây thì vẫn được nhưng mà có khả năng là anh chị chúng ta chỉ chơi một vài phiên hồi thôi Tức là mua xong thì chờ hồi hàng về là bán hoặc là trường hợp thứ hai là sẽ cầm rất lâu cầm tính theo theo quý 3, 3 tháng hoặc là 6 tháng Thế thì có hai cái cửa như vậy chứ nếu mà anh chị chúng ta đi vào một cái phân khúc là lương chừng là chúng ta mua xong và chúng ta kỳ vọng là cầm khoảng 2-3 tháng 2-3 tháng trở lại à, tức là không cầm quá quá ngắn mà cũng không cầm quá dài thì như vậy thì sẽ rất là lương chừng nhiều khi là nó sẽ khiến cho chúng ta hơi bị thất vọng và chúng ta bị giam vốn ở đây nó rất là đáng tiếc Tại vì nhiều khi là thị trường hồi phục xong tạo đáy xong thì lúc đó sẽ có những cổ phiếu khác ngon hơn. chứ chúng ta cũng không cần nhất thiết là phải vội vàng. Bây giờ cuộc chơi nó chưa rõ ràng đâu và chưa phát hiện được cổ phiếu nào mạnh, cổ phiếu nào yếu. Nên là vào ngay thì thì nó sẽ rất là dở theo theo một cái chiều hướng là lưng chừng là cầm không quá dài mà cũng không mà cũng cầm không quá ngắn. Với mình thì chơi vi thì nếu anh chị nào xác định chơi thì chỉ nên tư duy ngắn hạn ở đây, mua xong hàng về bán. MDUG hiện tại thì trạng thái khá là đẹp đấy anh chị thấy là sức mạnh A tích lũy A chỉ có bị là cái xác suất tham giá trong ngân hàng chỉ là trung bình thôi nên là chúng ta cần phải chờ thêm Đây, tích lũy đẹp rồi đoạn này rủ xuống đẹp quá đúng không Giờ hồi phục lại là ok chưa có thể là chú ý theo chiều mua được đoạn này là FPT hay là MDUG là chỉnh rất là đẹp nhé mình cũng rất là chờ những cái cú điều chỉnh này BNC cũng vậy cái cú điều chỉnh này là rất là cần thiết để mà tạo lập một cái nền giá đoạn trước thì nó tăng nhanh quá chúng ta không kịp mua đúng không ạ thì đoạn này có thể là chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn à, nếu mà nó tạo lập một cái nền giá tốt thì có thể là cân nhắc thì mọi người quan sát thêm mà nếu gfpt bng gas thì cái trạng thái của nó sức mạnh a tích lũy a nhưng mà gas thì đã hơi khó đánh gas thì cái biến động của nó quá lớn này thì thấy là cái cái biến động của nó trồi sụp liên tục nên là mình nghĩ là nó cần phải có thêm thời gian cân bằng phải cân bằng tức là tích lũy lại, siết nền lại trong cái tầm giá khoảng quanh 110, 115 này. Chứ nếu mà nó vẫn cứ biến động lớn như thế này thì rất khó để chơi. Mặc dù là về mặt trạng thái là đẹp nhưng mà biến động lớn quá thì thì chúng ta cũng chưa nên ưu tiên. Rồi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị một vài những cổ phiếu theo cái chiến lược mua rẻ. chúng ta có hai cái chiến lược là chúng ta mua khỏe và mua rẻ đúng không ạ? Những anh chị nào chúng ta tham gia trong cái khóa đào tạo kiếm tiền từ chứng khoán trong cái buổi đào tạo thực chiến của mình vào các buổi tối thứ ba thì mọi người chúng ta sẽ hiểu được cái khái niệm là mua rẻ và mua khỏe mua mua khỏe là cái chiến lược mua theo đà tăng đấy tức là anh chị mua theo những cổ phiếu mà có đà tăng mạnh, xác suất tăng giá trong ngắn hạn là cao và như hồi nãy mình có lọc ra nhóm với 50 thì gần như không có cổ phiếu nào thuộc cái nhóm đà tăng cả nên là xác suất tăng giá trong ngắn hạn chỉ là trung bình và thấp thôi nên là mặt bằng chung chúng ta không có cổ phiếu để mua khỏe. Đấy, bây giờ thì mình lọc ra thì cũng không có cổ phiếu nào mua khỏe quan sát tất cả các cổ phiếu trên thị trường thì gần như không có sự lựa chọn nào trong cái chuyện mua khỏe nên là chúng ta muốn thì cũng không không có hàng mà chơi nhưng mà cái chiến lược mua rẻ thì lại có tại vì khi mà thị trường giảm rất là sâu từ vùng đỉnh là mất khoảng 15% thì rất là nhiều các cổ phiếu cũng bị chiết khấu theo thị trường và nó sẽ dẫn tới cái trường hợp là có nhiều sự lựa chọn để chúng ta mua rẻ được là mua theo đà giảm đấy Đấy, mua mua khỏe thì không có rồi đúng không ạ mua khỏe thì gần như không có mua giảm thì mua theo đà giảm thì có nhưng mà đa giảm ở đây không phải là bắt dâu rơi nhé mà chúng ta sẽ mua khi mà cổ phiếu này nó khóa đến ngắn hạn thành công và chúng ta sẽ sẽ ưu tiên những cái cổ phiếu như vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ lọc ra lọc ra một vài những cái cổ phiếu để anh chị chúng ta có thể theo dõi và tham khảo cân nhắc trong những cái phiên tới theo cái chiến lược là mua rẻ. Trong danh mục chờ mua ngày hôm nay thì sẽ có những cái cổ phiếu như vậy thì mình sẽ chia sẻ với anh chị. ở đây thì mình có 8 cổ phiếu theo cái chiến lược mua rẻ. Thì mọi người chúng ta cũng có thể tạo lập giống như mình ờ, bằng những cái tiêu chí ví dụ như phần trăm tháng này nó phải nhỏ hơn 20%. chị à, Chúng ta chú ý cái, cái tiêu chí này, tiêu chí này càng như là quan trọng nhất. Sức mạnh thì phải là sức mạnh C hoặc là B. Sức mạnh C thì càng tốt. Tại vì sức mạnh C nó cho thấy là cổ phiếu này đã giảm rất là sâu và cái dòng tiền rất yếu rồi. Tức là dòng tiền rất yếu khi mà giảm sâu nó cũng đồng nghĩa là cổ phiếu này bị cạn cung. Cạn cung thì nó sẽ rất là dễ bật hồi thì mọi người chúng ta chú ý là cổ phiếu sức mạnh c sức mạnh c ở đây ưu tiên hơn phần trăm năm thì chưa tăng quá nhiều nhé nhỏ hơn một trăm là hợp lý lợi nhuận mục tiêu thì phải phải lớn lợi nhuận mục tiêu ở đây phải lớn mười phần tối thiểu là như vậy đấy thì bây giờ chúng ta lọc ra và ưu tiên với anh chị những cái cổ phiếu nào mà thuộc cái nhóm là tăng trưởng nga hoặc là giá trị a thì chúng ta mới nên quan sát hai cái tiêu chí này để chúng ta có thể là loại bỏ đi những cái cổ phiếu nào không có cái nền tảng cơ bản tốt hoặc là cái định giá của nó rẻ hoặc là nó có tăng trưởng đột biến thì chúng ta mới nên ưu tiên thì đây cũng là hai cái tiêu chí quan trọng thì mình sổ ra trong ngày hôm nay thì còn lại khoảng 8 cổ phiếu để chúng ta có thể áp dụng cái chiến lược mua rẻ ví dụ như SHS này SHS thì anh chị thấy là nó chuẩn lại đã giảm rồi đúng không ạ hôm qua có một phiên rút chân rất là đẹp và hôm nay thì uh, có một cái pha chuẩn lại và nằm ở trên cái đường em 5 tức là nó cũng đã khóa đáy ngắn hạn thành công rồi thì mọi người chúng ta có thể là chú ý cái 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 vùng giá này à, quanh quanh tầm giá là khoảng mười à, 19 đây thì mọi người theo dõi thêm trường hợp ss SSS nhé à, TVB à, TVB thì nó cũng khóa đáy ngắn hàng thành công tuy nhiên thì TVB thì mình thấy là cái 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 biến động của nó nó khá là phức tạp TVB này hình như là cái hệ sinh thái của nó là với TVC thì phải đúng rồi công ty công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt Đấy thì cái hệ sinh thái của nó là TVB, TVC Được rồi rồi nó cũng liên quan đến vụ bắt bớ ban lãnh đạo Nên là mình cũng không ưu tiên anh chị chơi cái doanh nghiệp này HS thì ok, HS thì dù gì chúng ta cũng biết là đây là một công ty chứng khoán hàng đầu Thuộc top 10 công ty chứng khoán lớn nhất ở Việt Nam Nam Kim, Nam Kim thì cũng là thuộc dạng cơ bản tốt rồi Hôm nay thì cũng khóa đáy ngắn hàng thành công đấy, anh chị thấy là hôm nay có một phiên khá khá là tốt đấy Bật nảy qua cái đường MA5 rất là tốt hoàn toàn cũng có thể xem xét được trong cái tầm giá 36 này. Nam Kim ok đúng không ạ? Chứng khoán VIX, chứng khoán VIS thì nó lại liên quan đến cái vụ bắt bỡ, liên quan đến những cái tin đồn và nó liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến họ họ VGC này. À, thôi nói chung là mình nghĩ là cũng không nên tham gia cổ phiếu này. SHB SHB thì cũng khá ổn đấy. Hôm nay anh chị thấy là nó cũng hồi lại và khóa đáy ngắn hàng thành công. À, khóa đáy ngã hàng thành công rồi đúng không ạ? À, ở đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực. Anh chị chúng ta cũng có thể xem xét. IGC, IGC được vừa rồi chơi rất là nhanh. À, hôm nay thì cũng bắt đầu khóa đáy ngã hàng thành công. Phần trăm tháng của IGC vừa rồi là giảm 29%, giảm rất là rất là sâu. Đấy thì mọi người chúng ta có thể chú ý IGC ở trong cái tầm giá này, 21. TTS và BSI CTS, Đoạn này thì rất là nhiều các cổ phiếu chứng khoán là khóa đáy ngắn hạn thành công sau khi đã rơi sâu CTS CTS thì không thuyết phục lắm anh chị thấy là hôm nay nó Nó đóng cửa bên trên cái đường MA5 nhưng mà cái thanh khoản của nó không cao Với lại là cái cái cách mà hồi phục của nó cũng rất là hời hợt Nên có có thể là CTS chúng ta chưa ưu tiên BSI cũng như vậy BSI gần, gần như tương tự Đấy, như, như vậy thì mình thấy là nhóm các cổ phiếu chứng khoán thì có trường hợp SS là ok nè Nhóm uh, thép thì có Nam Kim uh, rất ổn nhóm ngân hàng thì có SHB và nhóm bất động sản thì có IGC để theo cái chiến lược mua rẻ thì anh chị chúng ta có thể check thêm về mặt cơ bản của những cái doanh nghiệp này nữa nếu mà có thêm những cái thông tin cơ bản bổ trợ thì có thể là tăng cái độ tin cậy hơn thì đây là nhóm các cổ phiếu mà mình uh, uh, lọc ra để giúp anh chị chúng ta có thể tham khảo cái danh mục mua rẻ và mọi người chúng ta cũng có thể lọc được uh, bằng chính cái thao tác của mình ở trên website đầu tư từ .net ở trong cái phần máy lọc cổ phiếu đấy mình cũng uh, có upload cái file ngày hôm nay lên cái trang máy lọc cổ phiếu. À, rồi chúng ta có thể download cái file Excel ở bên dưới và tự tạo lập cho mình anh chị nhé. cái file Excel này là mình công uh, public và free thôi. chúng ta sử dụng free không không có thu phí gì cả. rồi uh, mình cũng xin kết thúc cái video ở đây anh chị chúng ta tham gia thì mọi người chúng ta nhớ uh, đăng ký subscribe kênh để được theo dõi thường xuyên hơn các chương trình trong thời gian tới anh chị nhé. chúc anh chị chúng ta đầu tư thành công ạ. Hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành cộng tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Cộng tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm cộng tác viên tại website đầu tư từ đầu.net hotline 0981 084 636.